Hello, xin chào anh em nhá. Hello anh em nhá. Xin lỗi anh em, để mạng hôm qua tôi lại nghỉ stream rồi. Đéo hiểu sao, để mạng hôm qua tôi bảo là đi đá bóng xong đi làm 1-2 cốc bia cho nó mát. Thế các ông qua đi đá bóng nóng vãi lồn luôn ấy. Bảo mẹ đá bóng xong anh em ra làm 1-2 cốc bia cho mát, thế là tôi lại bị lỡ mồm các ông ạ. Uống nó hơi bị nhiều. Hôm qua thì nếu như các bạn không biết ý, thì hôm qua là đúng chuẩn lịch là hôm qua là sinh nhật của thằng Nhím. Đấy. Sinh nhật thằng Nhím xong lại còn hôm qua là bọn nó đi quay, nhưng mà tối chúng nó lại trốn về, quay ở ngay Vĩnh Phúc luôn, nên là bọn nó về Hà Nội chơi. Xong rồi sáng chúng nó đi sớm, thế nó buồn cười chứ. Thế là mấy anh em lại rủ nhau đi uống bia. Uống bia xong rồi đúng sinh nhật của Nhím xong lại chia tay luôn thằng Lê Khôi nó vào trong Sài Gòn. Thế là team đá bóng lại mất đi thêm một thằng. Thế là anh em lại rủ nhau để đi hát mấy bài chia tay nhau cho nó vui. Thế là thôi, toang con mẹ luôn các bạn. Mệt vãi đái ra, thực ra là đêm qua về tôi vẫn stream ấy. Chẳng qua là lúc ấy muộn quá rồi, 3 giờ tôi mới stream nên các ông đéo biết thôi. Chứ tôi là tôi chăm vãi lồn nha, về lúc đéo là tôi cũng nhớ các ông. Sao anh bảo từ chối rượu bia dễ lắm ạ. Ui dồi ôi, địp bảo anh từ chối vãi lồn. Nhưng mà chúng nó hai thằng giữ tay, địp bảo một thằng nó banh mồm anh ra, một thằng đổ bia vào mồm. Thì bây giờ anh biết phải làm như nào em. Đây là lỗi chúng nó chứ không phải lỗi của anh đéo đâu. Địp bảo mặc dù anh đã cố gắng dãy dụa rồi, dùng hết tất cả mọi sức lực của anh để kháng cự lại rồi, nhưng mà không được. Địp mẹ mà chúng nó chơi kiểu đấy thì anh cũng chịu. Lần sau không đi nữa. Ừ đúng. Bịt mạ bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Cái cách tốt nhất để mình từ chối bia rượu ấy là mình dí buổi ra khỏi nhà nữa thì nó sẽ hợp lý, đúng không? Anh em mình chỉ có ngồi nhà chơi với nhau thôi thì đéo giờ có thằng nó ép mình uống bia rượu được cả. Chứ ngày xưa tôi nghĩ là từ chối bia rượu nó dễ lắm, nhưng mà giờ chúng nó chơi kiểu đi bẻ cho tay cho chân nhau vào nốc bia vào mồm này thì chết. À đây, đi mạ lại kể cho ông cái chuyện hôm qua đi đá bóng cày vãi luôn các ông ạ. Hôm qua đi đá bóng thì tôi cầm ra theo cái máy ảnh nữa. Thì hôm qua tự nhiên tôi đi đeo cái ba lô. Bình thường là tôi chỉ đeo cái túi đeo chéo Missy ở tôi thôi. Thì hôm qua tôi đi mày dở hơi, tôi cầm ra cái máy ảnh để cho Chris nó quay để làm vlog. Thì tôi lại cẩn thận tôi để cái máy ảnh ở trong ba lô, xong rồi tôi lại để thêm cái điện thoại vào trong cái ba lô đấy để cho nó đi đỡ phải cầm ở tay. Mặc quần áo bóng đá, thì lấy đéo ra túi để nhét điện thoại đúng không? Bình thường tôi hay nhét vào giái này, nhưng mà dạo đi mà trời mùa hè nóng, giái nó khắm, đúng không? Để điện thoại vào nó dễ bị chập, nó hỏng. Nó thỉnh thoảng nó đưa lên trên tai alo alo thì khác, đéo tự ngửi mùi giái mình không. Thế tôi nảy ra ý tưởng là tôi sẽ để có mẹ điện thoại trong ba lô. Thế đéo nào địp mẹ mày, đến lúc tôi đá bóng xong rồi thì tôi thấy điện thoại tôi bị vỡ. Buồn cười rồi, nhưng mà tôi tự tin lắm. Địp mẹ điện thoại tôi là dán cường lực 3D, địp mẹ loại xịn nhất trên thị trường hiện nay, các ông hiểu không? Thế là ra quán bia tôi ngồi 15 phút để tôi ngồi dạy cho mấy thằng em biết là địp mẹ mày cái tầm quan trọng của cái việc dán cường lực cho điện thoại iPhone XS Max 512GB là nó như thế nào. Đấy, địp mẹ các ông nhìn thấy không? Nhưng mà sau khi tôi giải thích cho các em xong và tôi biểu diễn bóc cái cường lực ra thì tôi nhận ra cái cường lực nó đéo làm sao cả, và nó bị vỡ cái mẹ cái màn hình ở bên trong các ông ạ. Địt con mẹ nhỏ vãi lồn, đéo hiểu số bị làm sao ạ. Cái cường lực bên ngoài nó đéo vỡ, địt con mẹ nó vỡ hẳn cái màn hình ở bên trong luôn. Địt mẹ cái điện thoại vừa mua được có mấy tháng, địt mẹ cay vãi lồn nào. Địt mẹ vừa quê vừa nhục, địt mẹ đéo hiểu sao nó sản xuất ra cái kính cường lực kiểu lồn gì. Đéo vỡ, địt mẹ vỡ bên trong. Buồn cười vãi luôn. Bây giờ cũng đéo biết phải làm nhà mà không. Địt mẹ nhìn cái vị trí vỡ, địt mẹ có cay không? Có biết vỡ ở đây có nghĩa là gì không? Có nghĩa là thứ nhất, hỏng con mẹ luôn camera trước. Địt mẹ béo chụp ảnh tự sướng nữa, chụp ảnh tự sướng rơi nhòe hay vãi luôn. Thứ hai là hỏng mẹ Face ID rồi. Cái đoạn này nó vỡ tùm lum như này, địt mẹ Face ID nó đéo có tác dụng nữa. Bây giờ cái điện thoại tôi phải gõ pass. Xong rồi đéo dùng mấy cái app ngân hàng Momo mủng được, tại vì nó dùng Face ID để chuyển khoản với cả nó xác minh mà. Đéo làm được gì. Địt mẹ cả ngày hôm nay tiền nong chuyển khoản là cứ phải đi mượn bạn bè. Địt mẹ cày vãi lộn à. Địt mẹ ngày mai lại phải vác điện thoại đi sửa. Khổ vãi đái ra. Mà tôi cũng đéo biết là ép lại cái màn hình này nó bao nhiêu tiền. Thực ra cảm ứng của nó không sao cả, nên tôi nghĩ là nó chỉ vỡ cái màn hình thôi, thì chắc là đi thay lại cái màn hình. Mà theo như tôi biết là cái XS Max này với cả cái màn hình này nó là liền cảm ứng với nhau, nên tôi cũng đéo biết là bao nhiêu tiền. Địt mẹ các ông nhớ năm trước tôi đi Quy Nhơn không? Địt mẹ ngụp lặn để chụp ảnh quay phim thằng con. Xong về điện thoại địt mẹ mày nước biển vào, thế là gì có mẹ hết. Thế là đợt đấy vứt một cái XS Max. Đấy, xong lại mua cái này. Vừa mua cái này xong thì nó ra 11 Pro Max. Thì cũng tiếc tiền, hiểu không? Địt mẹ vừa mua đấy, tôi vẫn dùng XS Max mà, tôi có đổi mẹ Pro Max đâu, làm đéo có tiền. Địt mẹ cắn răng cắn cỏ mua trả góp cái điện thoại này. Xong rồi tự nhiên hôm nay đùng nó lại bị vỡ màn hình. Ừ, mà tháng 9 này nó ra thêm điện thoại mới rồi. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là có nên đi sửa để dùng tiếp không? Hay là bây giờ mình sẽ địt mẹ dùng cái màn hình nó bị nát ươm như này, cho nó nghèo, cho nó khổ, cho nó trông nó bẩn hẳn đi. Xong đợi đến tháng 9 ra điện thoại mới thì mình lại đi mua trả góp. Đấy, địt mẹ câu hỏi đau đầu các nhà khoa học vãi lồn à. Có khi mai phải họp gia đình để địt mẹ lấy ý kiến khảo sát của thành viên xem như thế nào.
cày vãi lồn, có một cái công nghệ của cặc nào. Nên là nha, qua câu chuyện này tốt nhất là các ông đừng tin vào mấy cái kính dán cường lực 3D, 4D, 7D, 9D, 15D con cặc gì ở trên mạng ấy. Nó đéo có tác dụng đâu các ông ạ. Anh nghĩ sao về lối sống lành mạnh ạ, không rượu chè cờ bạc gái gú? À, thực ra là lành mạnh quá thì nó cũng không tốt, tại vì thành lành mạnh quá là sẽ có đéo ai chơi cùng đâu. Ví dụ nha, mình đi nhậu nhẹt với nhau, các cụ bảo rồi là rượu vào lời ra đúng không? Địt mạng phải có chén rượu vào để anh em mới tâm sự được. Chén rượu là đầu câu chuyện mà các bạn. Có những thằng bạn á, có những cái bản chất của con người chỉ khi uống rượu vào người ta mới lột ra được. Địt mạng thằng đấy là thằng người như thế nào các bạn ạ? Rượu chè tôi không cổ suý, nhưng mà với tôi nó là một cái phần của cuộc sống, đéo thể thiếu được các bạn ạ. Em là thợ ép kính. Ép kính ít mắc chưa đến 1 triệu đồng. Thế à, rẻ đấy thôi à? Ui, cảm ơn em nhá. Mai đi mượn tiền với anh đi ép cái điện thoại cho sang chảnh cái. Đi phải về ra đường cầm cái điện thoại rút quả ra. À, anh Độ Mixi Streamer đúng không? Ừ đúng rồi, anh là người nổi tiếng đúng không? Ừ đúng rồi, sao điện thoại anh nát thế? Đi mẹ nó có cay không? Anh có biết hôm nay cậu bé kia nhặt rác giữa trời mưa đeo cặp logo Mixi không? Tự hào thực sự. Cái bài đấy là bài anh duyệt ở trên group ấy. Nhưng mà nó lại có vấn đề nhỉ nhá. Anh định là anh sẽ không nói lên. Anh biết là kiểu gì hôm nay anh livestream và cũng sẽ có người donate bảo là đấy, anh có biết cái vụ là có cậu bé moi rác đeo cái ba lô Mixi cái mình không? Nhưng mà cái câu chuyện ấy là cậu bé đang còn học tuổi học sinh thì mà tự nhiên đeo cái ba lô Mixi ấy. Xong rồi thì mẹ bây giờ anh em mình lại nói chuyện này ra, xong rồi mấy thằng củ cặc nó lại bắt đầu bảo đấy, địt mẹ mày mồm thì bô 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 bảo kênh 18 cộng đấy. Xong rồi có mấy cái thằng trẻ con đeo cái ba lô Mixi thì vui lắm, mẹ mày lên stream tung hô kể lể các kiểu. Bố cái thằng mặt lồn đấy, chúng con sẽ chửi như thế đấy. Antifan nó sẽ nói thế các bạn ạ. Còn trong group bộ tộc anh em mình thôi, chia sẻ nhau biết thế thôi. Nói chung là cũng hay mà, hành động ấy nó đáng được tuyên dương. Cảm ơn Gia Huy nhá. Bé tên là Đạt hay sao nhỉ? Nếu như là tôi có địa chỉ với cả số điện thoại của bé đấy thì tôi sẽ gửi tặng cho bé một cái áo Mixi với cả một thiếp ghi tặng ở đấy. Đi bạn, ông có địa chỉ với cả số điện thoại với cả là thông tin cụ thể ông gửi tôi gái để tôi gửi tặng cái áo với cả là một cái thiếp với cả một cái phong bì. Thấy bảo là hoàn cảnh cũng khó khăn phết đấy các bạn ạ. Tôi mà có thời gian á, ở Đồng Nai sao nhỉ, tôi có thời gian tôi vào tận nơi ngay. Nhưng mà tại vì dạo này cũng đang bận quá. Cảm ơn xin nhá. Reaction video kênh nhím á. Ui dồi, địt mẹ mày vãi lồn, reaction làm cái gì? Tôi bảo với các ông từ hôm trước rồi. Bây giờ ấy, nó khó một cái là nhà nhá. Nếu như chúng nó mà là người bình thường ấy thì đéo làm sao cả. Đây chúng nó đều là streamer, địt mẹ mày đều có người theo dõi, đều có fan này, fan nọ. Bây giờ địt mẹ mày cứ tác động vào nhiều xong đấy. Dạo này cãi nhau, chửi nhau trên mạng một đống rồi kìa. Địt mẹ mày các ông thấy chưa? Có thể có khoảng 100 người quan tâm đến vụ này thì 80% là địt mẹ có ý tốt, còn 20% là bắt đầu địt mẹ mày mượn cớ để vào chửi nhau. Địt mẹ mày bây giờ vào đấy, hôm trước vừa mới lên báo tôi vừa đọc được cái bài đâu, địt mẹ mày vào chửi nhau xong là fan hâm mộ cái thứ. Đây tôi kể cái này, địt mẹ cái này đéo biết có nên kể không nhưng mà nó bị dở hơi vãi lồn ra. Đợt rồi thằng nhím nó có người yêu cũ đúng không? Sau cái vụ người yêu cũ của nó với nó chia tay, thực ra cái này kể ra nó cũng hơi sở hơi nhưng mà địt mẹ mày cái này tôi nên kể để cho địt mẹ các bạn biết là bọn trẻ trâu nó nguy hiểm như thế nào. Sau cái đợt mà nó với cả người yêu cũ chia tay xong nhá, thì được một thời gian rồi thì người yêu cũ của nhím nó có người yêu mới và chuẩn bị cưới. Cái chuyện Facebook mà người ta chia sẻ về những khoảnh khắc cá nhân hay là những cái kỷ niệm đáng nhớ ở trong đời người ta lên ấy, đéo ai lên án cả, tại Facebook cá nhân của người ta thích làm lồn thì làm đúng không? Đi mẹ. Con bé nó post cái ảnh đi mẹ để bạn bè chúc mừng là nó có tin vui rồi. Địt con mẹ mày, mấy cái thằng lồn trẻ trâu vào inbox bảo địt con mẹ nhà mày, bây giờ mày bỏ nhím rồi là địt mẹ mày mày có bầu thằng khác các kiểu các kiểu. Địt mẹ thằng nhím nó còn cho tôi xem tin nhắn, địt mẹ mày cay vãi cả lồn đấy, trẻ trâu đấy, địt mẹ mày hậu quả của nó đấy. Đến bây giờ đến cái chuyện mà các ông địt mẹ mày gán ghép thằng nhím với cả đứa này đứa nọ tôi cũng đéo biết đéo nhào, nhưng mà hôm đầu là tôi đéo biết là tôi vào xem, tôi có comment và sau đấy là tôi nhìn thấy cái hậu quả nó luôn. Địt con mẹ mày đéo ra một con cặc gì cả, trẻ trâu thì đông. Mệt vãi đái ra. Đấy bây giờ chúng nó bắt đầu inbox, chúng nó chửi nhau rồi, địt mẹ chửi hết người này người khác rồi đấy. Fan của con bé kia chửi thằng nhím, fan của thằng nhím chửi con bé kia, là bây giờ thành chửi nhau con mẹ nó rồi, đẩy đẩy con cặc gì đẩy. Đéo đẩy nữa. Đừng quan tâm thì địt mẹ đừng chat cái chuyện đấy lên kênh tôi nữa. Tôi đéo thấy nó vui, thế cho nó nhanh. Còn cái chuyện mà chúng làm như nào cứ để tự nhiên đi, địt mẹ không tác động vào làm cái đéo gì. Nếu như mà sau này nhá, biết đâu đấy một ngày địt mẹ mà chúng nó yêu nhau được đi thì đéo làm sao cả. Ừ, chúng ông cả địt mẹ mà hoan hỉ chúc mừng vãi lồn ra. Thế chúng có đéo đến được với nhau sao? Địt mẹ các ông có vào chửi không? Lại chả có. Địt mẹ cái xã hội này buồn cười lắm. Là các ông đéo làm. Địt mẹ mày những thằng làm trong nghề giải trí, ví dụ như bọn tôi này, bây giờ cũng làm một cái gì đấy trong giải trí đúng không? Đéo địt mẹ làm hài lòng chúng nó một cái là chúng nó quay ra chửi. Địt mẹ buồn cười luôn. Tôi là một cái ví dụ mà các bạn, địt mẹ có thể nhìn rõ nhất luôn. Từ ngày xưa đến bây giờ, khi cách đây 3 năm ấy, tôi còn trẻ, tôi còn nhiều năng lượng, tôi còn hò hét, tôi còn gào rú như một con khỉ. Địt mẹ luôn các ông, ôi địt mẹ mà thằng lồn này vui thế nhở.
đến bây giờ khi tôi già rồi, địt mẹ vợ tôi đẻ hai đứa con rồi, tôi phải lo địt mẹ mày bao nhiêu việc linh tinh tinh trong nhà, tôi đéo vui vẻ như trước nữa, địt mẹ tôi đéo còn nhiều năng lượng tôi gào rú với ông nữa, là chúng nó bắt đầu chửi trông tôi như này đâu nhá. Địt mẹ mày hàng ngày nhá, chúng nó inbox chửi tôi nhiều vãi lồn nè, chúng nó gửi mail chửi tôi nhiều vãi lồn nè. Lý do là gì? Tại vì bố mày xem mày đéo vui như ngày xưa nên bố mày chửi. Địt mẹ công có thấy cay không? Đấy chỉ là một câu chuyện thôi nhá, địt mẹ còn nhiều câu chuyện hãm lồn khác mà tôi đéo tiện nói ra ở đây cơ. Mệt thực sự. Nên là thôi, tốt nhất là địt mẹ mà cái chuyện đéo gì thì địt mẹ mình cứ để cho nó tự nhiên, mà nói công cứ động vào làm cái đéo gì. Người con gái mình yêu năm 17 tuổi sẽ không bao giờ quên được. Anh nghĩ sao về câu nói này à? Địt mẹ mày. Có 10 thằng thì chắc là có được một thằng yêu nhau lúc 17 tuổi, còn 9 thằng còn lại thì FA đến tận bây giờ. Địt mẹ có thằng đến 30 tuổi rồi vẫn FA. Hiểu thế đéo được câu đấy hả em? Trời đụ mẹ, hồi anh 17 tuổi anh biết yêu là đéo đâu, chim anh chỉ để đái thôi. Yêu đương vớ vẩn, hỏi câu khó trả lời. Phúc Du nó mới vào 1989S của tiên lên cái địt mẹ mà thông tin đéo ở đâu ra đấy? Cảm ơn Dương nhá. Mà mấy cái thông tin đấy các ông sang hỏi thằng Phúc Du. Tôi có biết đéo gì đâu, các ông donate lên tôi lại bảo là đúng rồi nó mới vào đấy, thế là thành tôi sầm lồn à? Biết đéo đâu. Không thì thôi bây giờ như này đi. Sắp tới kiểu đéo thì tôi cũng chuyển nhà mới đúng không? Thì chuyển nhà mới tôi sẽ có phòng làm việc mới đúng không? Thì cùng cái thời điểm đấy là sẽ ra MV Độ Tộc 2 đúng không? Thì kiểu đéo thì chả có một cái talk show Phúc Du với cả con pháo nó qua ngồi nói chuyện. À với cả thằng Ma Siêu nữa, bốn đứa sẽ ngồi nói chuyện với các bạn đấy. Lúc ấy các bạn thích hỏi cái đéo gì thì hỏi. Đấy, Phúc ơi bây giờ mày đang làm công ty nào? Mày có đi mày về với chị Bích Phương không? Hay là như nào đấy? Thì lúc đấy tôi cho các ông hỏi trực tiếp luôn, để ông Phúc nó trả lời là hợp lý nhất. Bây giờ tôi nói ra thành sám lồn. Anh thấy Mina Young như nào á? Anh thực ra là anh trước giờ anh không biết. Hôm vừa rồi anh mới xem The Chim một tí. Hôm trước anh ngồi xem là tại vì cái trận Liên Minh Huyền Thoại nó cũng bánh cuốn quá cơ. Thế là anh cũng ngồi xem với cả là nhiều gái quá. Mẹ làm trận Liên Minh Huyền Thoại 10 đứa thì có 8 đứa con gái rồi. Trời ơi, ngồi xem nó cũng bánh cuốn vậy luôn. Thì anh thấy là cũng được, cũng đáng yêu, cũng xinh xắn. Mà nghe giang hồ đâu đồn thổi đi mà đồn tận Hà Đông là hát cũng hay nữa cơ. Nên là cũng được. Thế chỉ biết đến thế thôi, còn lại sâu xa nữa thì tôi không biết. Tại vì bây giờ xem các bạn khó bắt tính của các bạn lắm. Như tôi nhá, là một cái thằng là địt mẹ suốt ngày live stream xong tôi ngồi nói chuyện với cả các ông đúng không? Thì đấy các ông hiểu về tính của tôi, các ông hiểu về địt mẹ ngoại thất của tôi, các ông biết luôn cả nội thất của tôi là ti thâm các thứ là các ông biết hết rồi. Đấy, là tôi là một thằng hay thể hiện cái cá tính của tôi ở trên stream. Rất nhiều bạn bây giờ stream là các bạn ít nói chuyện, xong rồi các bạn cứ chỉ vừa chơi vừa nói chuyện dạo kiểu đấy thôi thì khó nắm bắt tính của các bạn lắm. Cảm ơn Tún nhá. Nhưng mà các bạn hỏi là địt mẹ anh cảm nhận sao về thằng này, anh cảm nhận sao về thằng kia? Chịu. Địt mẹ mà bao giờ địt mẹ cái xã hội bây giờ cái mạng địt mẹ xã hội 4.0 về chúng nó diễn cũng sâu lắm cơ không ạ. Mình nhìn mình đéo bắt được đâu, đéo phải ai cũng kiểu cởi mở và thân thiện như tôi đâu, để các ông nhìn phát là các ông biết tính tôi như nào đâu. Không, bây giờ chúng nó diễn đấy, sợ lắm. Ui, địt mẹ mà tay trắng mặt đen. Đây tôi cho các ông xem cái ảnh địt mẹ lần đầu tiên trên đời tôi thấy địt mẹ mà tôi trắng vãi lộn như thế. Hôm nay là bọn tôi đi ăn, hiểu không? Là hôm nay là thực ra là cái đoàn phim là bọn tôi hay đi chơi với nhau. Từ từ ạ, để tôi cho các ông xem cái ảnh. Không, nhưng mà dạo này tôi trắng lên thật. Địt mạ dạo toàn ở nhà không đéo ra ngoài đường ấy. Nhưng mà ôi địt mạ mà trắng được một thời gian thôi, mà em nữa đi quay ở bên Vĩnh Phúc thì thôi địt mạ mà toang mẹ luôn. Đây. Này, địt mạ đầu tiên trên đời tôi gặp người da đen vãi luôn. Địt mạ tôi cảm thấy cái cuộc sống này nó tự tin và đài luôn ấy. Đấy. Địt mạ đeo đồng hồ là tay tôi đấy. Còn bên cạnh thì là tay của ông anh đấy. Địt mạ nhìn chán vãi luôn không. Đây. Hôm nay là đấy, lúc nãy bọn tôi vừa đi ăn xong. Thì ở đây là mấy anh chị trong đoàn phim mà bọn tôi hay quay bên Liên Quân với cả là bên Ghana đấy. Nói chung là hay quay thì thỉnh thoảng anh em vẫn đi ăn nói chuyện giao lưu với nhau. Có cả vợ chồng Chris ra nữa nên mấy đứa đi ăn tí. Đây, ông anh tay đen đây. Thì ông ấy là đạo diễn. Buồn cười lắm. Vui lắm. Bình thường đi quay, đi chụp hay là đi làm việc ấy thì phải có mấy cái mối quan hệ bên ngoài vui vãi lồn này các bạn. Thỉnh thoảng gặp nhau thích lắm. Tay anh đẹp á, ui dồi ôi tay tôi đẹp lắm, tay tôi như con gái ấy. Chân tôi cũng đẹp luôn cơ, chân đẹp lắm. Không, cái đồng hồ tôi không đắt tiền, thì phải tôi kể các bạn cái đồng hồ tôi rồi mà nhầm. Thực ra nhá, tôi không phải là thằng chơi đồng hồ, tôi không giống như kiểu tôi có mấy thằng bạn tôi, địt mẹ tên là Hiếu và tên là Khoa, chúng nó chơi đồng hồ cơ nhá, địt mẹ mà xong chúng nó có cái máy lồn thì giống cái máy giặt vãi lồn, nhưng mà nó lại giống cái lo vi sóng ấy đấy, bé bé, nó để đồng hồ vào nhá, địt mẹ xong quả đồng hồ quay vãi cả lồn như thế này này, để cho cơ nó hoạt động ấy, nó đéo bị chết ấy. Thì đây tôi toàn chơi đồng hồ pin. Mà cái này thì cái đợt tôi đi sang Hồng Kông tôi mua. Thực ra nếu như các bạn có mua đồng hồ ấy, mua đúng một cái thôi nhá. Dồn tiền mà mua đúng một cái thôi, đeo được lâu vãi lồn. Chứ còn đừng mua một lúc nhiều cái làm gì, địt mẹ tốn tiền vãi lồn nhá. Nó quay lồn mà. Đấy, cái đợt mà tôi làm cái clip vlog đi nhà thằng Pipiu ấy, các ông nhớ. Địt mẹ nó có mấy cái máy quay đồng hồ đấy, máy quay đồng hồ cơ đấy. Xịn vãi lồn luôn. Thấy thằng Pipiu nó bảo là cái máy đấy nó mua là 180 triệu. Địt con mẹ vãi lồn, chỉ để phục vụ quay 4 cái đồng hồ cơ của nó thôi.
Mà cái máy đã 180 triệu rồi thì các ông phải hiểu được là địt mẹ cái đồng hồ trong giá trị nó như thế nào. Đấy là thằng Hoàng Khoa nhá. Còn thằng Hiếu Nghiêm nó cơ, địt mẹ bộ sưu tập đồng hồ nó thì vãi lộn. Địt mẹ qua xem choáng mẹ luôn ấy. Ngày xưa suýt nữa tôi với cả thằng Hiếu Lợn nghỉ chơi với nhau mà. Tại vì tôi làm rơi cái đồng hồ của nó ấy. Cái gì nhỉ? Cái mạch mạch chạch chạch cái đéo gì nhỉ? Cái đồng hồ dài dài ấy. Địt mẹ tên nó là cái đéo gì nhỉ? Tự nhiên quên mẹ tên rồi. Địt mẹ cái đồng hồ 2 tỷ ạ. Địt mẹ em sợ vãi lộn. Cầm rơi bếp phát. Địt mẹ. Nhột hết cả người. Sợ 180.000. 180 triệu. Địt mẹ em quay vãi lộn luôn. Nó nạm kinh kim cương ở quanh cái khung cửa cơ mà. Địt mẹ nó bật đèn lên trông sáng chóa mẹ luôn. À, Zig Zag Miller. Chuẩn, đúng rồi. Thằng Piu nó cũng có một cái. Thằng xe me nó có một cái. Thằng Piu, địt mẹ tôi nhớ từ ngày xưa tôi chơi nó. Địt mẹ nó bảo với tôi là nếu đã mua đồng hồ, dồn tiền và mua đúng một con thôi. Hàng hiệu, hàng chất. Địt mẹ như bọn tao này thì mỗi thằng có 3-4 con thì không nói làm gì. Nhưng mà mày nên mua đúng một con thôi. Mày đeo đúng một con để cho tao, thế là được rồi. Địt mẹ cô nói đi vào lòng người vãi lồn. Nhưng mà bạn đấy làm sao biết được mà mình làm lồn có tiền. Khổ. Anh nói 180 triệu cướp đến nhà. Ui ôi, cướp thế đéo là được nhà thằng Piu. Nhà thằng Piu mà nếu như có cướp vào ấy, đéo bao giờ làm đến được phòng làm việc của thằng Piu. Các ông hiểu không? Địt mẹ nó vừa mở cửa ra được, hách được cái cổng, hách được cái cửa chính ở nhà vào cái là địt mẹ mày bao nhiêu đồ kiểu vàng bạc đá quý kiểu ấm chén các thứ vàng bạc các thứ là nó khua con mẹ mà đoạn bên ngoài thôi đã đủ dầu với mẹ nó đi vào trong làm cái đéo gì nữa. Mà phòng làm việc của thằng cặc đấy trên tận tầng 4 nữa công ạ. Địt mẹ em có khi là nếu như mà có thằng trộm nào vào được nhà Piu thì phải để vét hết cái đồ nhà Piu, có khi phải 3 cái container. Địt mẹ mà toàn hộ đồ xịn vãi lộn ra. Không bao giờ nó phải sợ cả. Đéo giờ trộm cái hộp đồng hồ đấy đâu không ạ. Cái kính cường lực của anh dán là mua ở Thế Giới Di Động Cao Bằng đúng không? Phải không nhỉ? Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Địt mẹ mà quăng cái đấy. Bóc ngay cái đấy đi, dán cái khác ngay vỡ, cho anh. Vỡ màn hình nhưng mà đéo vỡ kính cường lực. Cả nguyên nhỉ? Đúng không anh? Đúng. Mày cũng bị à? Em cũng bị mà, địt còn. Ôi, địt còn. Vãi lồn thật. Cao Bằng. Này hình như là lại luôn cả thế. Vẫn còn cái clip anh em mình đi thì mẹ Cao Bằng dán kính cường lực hay sao ấy. Buồn cười. Vâng. Trời ơi. Địt mẹ mở quả Van Dai TT cũng 8 nhở. Ôi thì cho đội hình luôn anh ơi. Địt mẹ mà cái này gọi là hợp lý hay không này. Ui. Còn chẳng cộng mấy thôi anh ơi. Cộng 8 đi. Cánh phải Sakiji. Ui địt con mẹ mày vãi lồn ạ. Ông đéo nào địt mẹ mày vừa béo vừa lùn đấy. Là còn cộng 6 nữa chứ. Ôi thầy đá 25 anh thằng này Messi của Thụy Sĩ đấy. Ôi ôi. Địt mẹ mày chết người khói ơi. Anh Khôi nhìn ông này giống ai nhỉ? Diễn viên gì ở Việt Nam nhỉ? Quên rồi. Hiếu Hiền giống quá. Cày vãi lồn ạ. Nhất là bao nhiêu vậy? Chắc 98 à 97 ạ. U 96 có kìa. Sao nó đéo phải là top 3 nhở? Địt cụ nó top 50 nhở? Còn mẹ nhưng mà chốt là địt mẹ mày dù kiểu lồn thì tao cũng phải đập lên cậu 8 nha. Dù bất cứ thằng lồn nào nhá. Đúng rồi. Anh chốt rồi mà, anh chốt nãy rồi. Ulit cộng 7 mà lên mà ra được mạ Ronaldo béo hoặc Ronaldo gầy cũng được. Ai đây? Ôi số 14 nhá. Hát. Ui đi mẹ lị. Địp mạ Johan Cruyff. Ui ngon anh. Ui cũng ngon mà. 98 còn đi, thằng này 98 rồi. Thằng này đá Chelsea, địt mẹ. Chelsea, thằng này đâu đá Chelsea đâu anh nhỉ? Thằng này có đá Chelsea. Bắc sang. Cũng ngon mà, ngon rồi. Thằng anh bán, bây giờ anh có hai sự lựa chọn anh bán thằng này. Địt mẹ mua đúng hai con Johan Cruyff thôi là lên em ạ. Đập anh. Tính hết rồi, 112. Chơi chứ, địt có mẹ mà đã chơi là phải chơi chứ, tới bến chứ. Run, phải lồn đi cơ. Không run, không hề run. Không, nhưng mà bạn đập vào đéo gì thì bạn có đá đâu mà đập. Địt mẹ đập lên để bán bạn. Bán thì địt mẹ mày bù tiền chứ. Không lộ chết à?
Lỗ đâu thì tôi mở là tôi địp mạng mà kinh doanh đường dài bạn, mình có chơi ăn sổi đâu. Ừ thì tháo ra. Ủa bây giờ địp mạng 4 ông Doan Cry mà chẳng lẽ lại đéo lên thì nó bị vô lý vãi lộn nhờ. Một cú click bay 100 tỷ. Boom. Boom. Địp mạng con này bù bao tiền nhỉ? Boom. Cảm ơn Trường nhá. Chắc là đủ tiền làm với anh ạ. Không, không phải đủ tiền nào đâu, thừa là chắc luôn, thề mày. Từ từ thôi anh ơi, niệm thần chú làm phép các kiểu đi. Một hủy này, ba hủy này. Tập linh này. Anh phải xếp đúng cái phát trước chứ anh ạ. Không, tao phải xếp địt mẹ khác nhau, tao phải lừa lại game chứ, địt mẹ game nó lừa tao quá nhiều rồi. Không sẵn hai hủy này. Nhìn mặt này bẩn lắm. Con này ba nhịp vào lên anh rồi. Một click 10 triệu nha. Hơn anh. Ôi, bấm xin thôi anh. Ôi địt mẹ mày xuống cả 4 luôn ạ. À. Đây là đợi lợi đã, đợi lợi. Không hồi phục lên 5, địt con mẹ. 7 cộng 1 bằng 4 ạ, nó nhờ lồn. Đéo ăn thua, địt mẹ mày game lửa quá nhiều rồi. Địt con mẹ. Đéo ăn thua. 200 tỷ. Địt mẹ mà ước mơ làm giàu, béo thành công rồi.